Video này dành cho các bạn muốn bán trên TikTok Shop nhưng lại không có sản phẩm mẫu. Mình sẽ hướng dẫn một cái quy trình để các bạn dễ làm nhất ngay trên chiếc điện thoại của mình nha. Đầu tiên, các bạn hãy tải cho mình một cái app 1688 vào App Store ở ngay cái thanh tìm kiếm search 1688, tải về là xong. Và tiếp theo là các bạn tải cho mình một cái app Ginseng về ha, cũng vào trong App Store search ra Ginseng, tải về. Rồi thì mình mở ra, ở đây chọn vào cái dòng màu đỏ, chọn ở cái chỗ cộng 86, rồi kéo xuống dưới tìm cộng 84, rồi điền số điện thoại của bạn ở đây ha, chọn login. Và nó sẽ gửi cho bạn một cái mã, rồi thì các bạn điền vô ở đây là được. Ở trên ứng dụng này thì có nhiều video sản phẩm hơn, để đa dạng thì các bạn dùng hai app này để tải ha, app này và cái app TikTok Trung Quốc nữa nha. Và để tải TikTok Trung Quốc thì các bạn cần làm theo một cái bước sau. Các bạn sẽ vào trong App Store, chọn vào cái ảnh hồ sơ. Ở đây thì các bạn sẽ chọn quốc gia và vùng, chọn thay đổi quốc gia, vùng, kéo xuống dưới cùng tìm cái chữ Trung Quốc đại lục. Tiếp theo chọn đồng ý. Ở đây chỗ phương thức thanh toán thì các bạn chọn vào cái dòng thứ 5. Còn ở cái ô địa chỉ thanh toán thì các bạn ghi y chang như mình luôn là được ha. Ấn tiếp theo. Vậy là đã chuyển mã dùng thành công. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ vào trong App Store search đấu link để tải TikTok Trung Quốc về ha. Lưu ý là khi tải về là mình chỉ xem và tải video được thôi ha. Sau khi tải về được rồi thì các bạn quay trở lại để đổi lại cái mã dùng Việt Nam nha. Mở App Store ra, cũng chọn vào cái phần tài khoản của bạn, chọn cái dòng thứ 2, chọn cái hàng chữ xanh này ha, ấn tiếp theo, kéo xuống dưới cùng. Rồi kéo xuống dưới cùng, từ dưới điếp lên ngay cái hàng thứ 7, các bạn chọn. Chọn đồng ý ở đây, chọn không. Phần địa chỉ thì các bạn điền y chang trên luôn ha. Ấn chọn ở đây, vậy là xong. Vậy là các bạn đã tải được TikTok Trung Quốc về rồi ha. Bước thứ 2, tìm kiếm sản phẩm. Vào TikTok, chọn giỏ hàng, chọn TikTok Shop, kéo xuống dưới tìm cái sản phẩm bán chạy. Tham khảo video xu hướng ở đây luôn ha. Chụp màn hình cái sản phẩm mà bạn muốn bán. Ở đây thì các bạn sẽ thêm cái sản phẩm đó vào giỏ hàng luôn nha. Sau khi có hình ảnh rồi thì các bạn sẽ vào cái app 1688, tìm kiếm bằng hình ảnh ha, tìm cái sản phẩm nào gần giống nhất, copy tên sản phẩm. Và bây giờ thì các bạn sẽ mở cái app Ginseng của bạn ra, dán ở ngay cái thanh tìm kiếm. Rồi search thì sẽ có khá là nhiều cái video ở đây để cho bạn lựa chọn. Để tải về thì các bạn chỉ ấn vào cái màn hình ha, chọn nút tải về thôi. Nó sẽ có cái logo nhỏ ở trên nha, nó chỉ nhỏ thôi. Cái link này thì lúc mà mình edit thì mình sẽ cắt được, vậy là xong. Và còn cách để lấy video trên TikTok Trung Quốc về thì các bạn cũng đưa hình ảnh vào 1688, xong rồi copy cái tên sản phẩm, mở TikTok Trung Quốc ra, dán ở ngay cái thanh tìm kiếm, rồi các bạn sẽ tìm xem video nào phù hợp thì tải về. Và cách để tải video đa nền tảng như là TikTok nè, Facebook, YouTube, Instagram và kể cả TikTok Trung Quốc mà còn rất là đơn giản luôn ha. Nhưng mà chỉ dùng cho iPhone thôi ha, còn Android thì chưa được. Rồi và bây giờ mở Google ra, các bạn sẽ search cho mình cái từ là Snap Video, Enter, kéo xuống dưới chọn chữ phím tắt Snap Video. Và kéo xuống dưới cùng nữa các bạn sẽ tìm thấy cái chữ là nhận phím tắt. Chọn thêm phím tắt, vậy là xong. Để tải video trên TikTok thì các bạn sẽ vào video, ở ngay góc dưới có cái mũi tên rẽ phải, kéo qua, tìm cái chữ thêm, kéo xuống dưới các bạn sẽ chọn từ Snap Video, chọn MP4 Full HD. Như vậy là các bạn chờ một chút xíu thì nó đã lưu về cái ảnh của bạn rồi ha. Tiếp theo, để tải video trên Facebook về thì các bạn sẽ vào Facebook nè, chọn cái video mà các bạn muốn tải về, chọn vào cái mũi tên rẽ phải ha, kéo qua tìm chữ thêm, kéo xuống dưới tìm cái chữ Snap Video, chọn MP4. Vậy là chờ nó sẽ tải về ngay cái ảnh của bạn luôn ha. Tiếp đến, tải video ở YouTube về thì các bạn cũng vào video, chọn cái nút chia sẻ, kéo qua chọn thêm, kéo xuống các bạn sẽ chọn Snap Video, chọn MP4. Bạn cứ tìm cái nào cao nhất thì các bạn sẽ chọn ha, tùy theo cái video mà chọn nha. Có cái thì nó chỉ có HD 1080 720, nói chung là tùy theo cái video nữa. Quay lại ảnh thì bây giờ nó đã tải về ảnh rồi ha. Còn bên Instagram thì các bạn sẽ vào cái video cần tải, chọn mũi tên ở đây, rồi chọn chia sẻ, kéo xuống dưới chọn Snap Video, chọn luôn cho phép, chọn độ phân giải là MP4 HD, vậy là xong. Và cuối cùng là tải video trên TikTok Trung Quốc về ha. Mở video ra, cái video mà bạn muốn tải, chọn cái mũi tên rẽ phải, chọn vào cái dấu ba chấm, kéo xuống dưới, tìm chữ Snap Video, chọn luôn cho phép, chọn file MP4. Lưu ý có một số video sẽ không hỗ trợ, nếu vậy thì bạn sẽ
vào cái video đó, chọn cái mũi tên, chọn sao chép liên kết. Rồi các bạn sẽ vào Google, các bạn sẽ search cho mình cái từ là Go Downloader, dán cái link vào đây. Rồi chờ tí xíu ha. Rồi các bạn sẽ chọn vào cái chữ là video No Watermark ha. Chọn một chút xíu, ở dưới cùng sẽ có cái dòng chữ là tải xuống. Rồi các bạn sẽ chọn tải xuống, chọn mở trong, chọn lưu vào tệp, chọn lưu. Lúc này thì video đã lưu trong tệp. Các bạn sẽ vào tệp, mở cái video đó ra, chọn cái chỗ mũi tên ha. Các bạn sẽ chọn lưu video một lần nữa. Thì lúc này video của bạn đã ở trong cái phần ảnh. Bước này thì nó gườm rà hơn, trừ khi video nào mà mình không tải snap video được ở trên thì mới làm theo cái bước này ha. Và sau các bước thì bây giờ bạn đã có được cái video rồi, có sản phẩm rồi, thì bây giờ mình chỉ edit lại và mình đăng lên trên kênh TikTok để gắn giỏ hàng vào luôn thôi nha. Nhưng thật sự đây chỉ là cách dành cho những bạn không có sản phẩm mẫu thôi. Các bạn làm quen một thời gian rồi thì mình sẽ tạo cho mình một cái kênh có giá trị ha. Còn nếu như không thì mình sẽ tạo cho mình một cái kênh review về sản phẩm luôn. Rồi và bây giờ là mở cái cấp quốc của bạn ra, chọn dự án mới. Lưu ý là các bạn cần phải viết kịch bản trước ha. Cái lúc mà các bạn vào 1688 lấy tên sản phẩm tiếng Trung á, thì tiện tay các bạn sẽ lấy luôn những cái tấm ảnh về, để cái khi mà mình edit á, mình có thể là mình đưa vô làm cái hình ảnh minh họa luôn, để đỡ phải dính lỗi rồi up nha. Sau khi cho video vào thì các bạn sẽ tắt tiếng cái video đó đi, rồi chọn vào âm thanh, kéo qua tìm lồng tiếng, chọn lồng tiếng. Cái kịch bản mà các bạn đã chuẩn bị trước, mới thì nó sẽ bị vấp, không hay thì cứ nói đi nói lại. Rồi khi mà lồng tiếng xong, nghe đoạn nào bị lỗi, có cái khoảng trống hay là bị dấp thì cứ ấn vào tách nè, chọn tách. Chọn cái đoạn mà bạn muốn xóa ha, ấn vào và xóa. Sau khi xóa xong rồi thì các bạn sẽ ấn dịnh vào cái đoạn đó, kéo nó lại gần. Và cứ làm như vậy cho đến hết cái đoạn lồng tiếng của mình thôi nha. Xong rồi thì các bạn sẽ nghe chỗ nào mà nó phù hợp để mình đưa cái hình ảnh minh họa vào thì mình sẽ cho nó vào thêm. Ảnh minh họa thì mình sẽ cho thêm hiệu ứng động nè, chọn vào, chọn ra hoặc là kết hợp tùy các bạn ha. Và mình sẽ sử dụng thêm âm thanh hiệu ứng nữa, như là lúc hình nhảy vào hay hình đi ra cho nó sinh động hơn. Tiếp theo sẽ làm khung tiêu đề cho video, bán sản phẩm gì thì mình sẽ ghi khung tiêu đề để khách hàng dễ nhìn thấy hơn, dễ lựa chọn hơn. Lại cái đoạn đầu video, chọn cái lớp phủ, các bạn sẽ chọn thêm lớp phủ. Chọn một cái hình ảnh đã tạo ở Canva. Và cách tạo ở Canva là các bạn hãy vào trong Canva, chọn thiết kế mới ha, chọn dấu cộng, chọn thiết kế mới, chọn cái kích thước nào cũng được ha. Ở đây thì mình sẽ làm đại là 800x800, ấn tạo thiết kế mới. Ở dưới cùng thì các bạn sẽ chọn vào thành phần. Ở thanh tìm kiếm thì các bạn sẽ search ra là khung tiêu đề. Các bạn có thể lựa chọn là đồ họa nè, ảnh nè hay là video đều được. Ở đây thì Trinh sẽ chọn là ảnh đồ họa, để một chút nữa khi mà mình xuất ra thì mình sẽ xuất là nền trong ha. Các bạn tìm một cái mẫu nào đó ưng ý, rồi các bạn có thể là thiết kế thêm hay là đổi màu, tùy theo các bạn ha. Sau khi xong thì các bạn sẽ chọn vào một cái mũi tên ở ngay bên góc, chọn tải xuống, chọn nền trong suốt. Ở ngay cái thanh này thì các bạn sẽ kéo hết qua luôn ha, ấn tải về, vậy là đã lưu về rồi ha. Quay trở lại cấp cuối, cho cái hình ảnh lớp phủ khi nãy ha, chọn ảnh, chọn thêm, kéo cái khung cho nó ngắn lại một tí xíu. Tiếp đến là ghi chữ ha, thì các bạn sẽ vào văn bản, ghi chữ, ghi cái chữ là tên sản phẩm của mình. Sau khi ghi xong thì các bạn sẽ chọn vào phông chữ nè, phong cách hay là hiệu ứng chữ ha. Lưu ý một chỗ là khi sử dụng hiệu ứng động cho khung tiêu đề hay là chữ ở đầu video thì mình chỉ sử dụng hiệu ứng ra chứ không sử dụng hiệu ứng vào, để khi mà mình đăng cái video đó lên ở ngoài hồ sơ sẽ không nhìn thấy được cái chữ của sản phẩm nha. Và các bạn sẽ kéo cho chữ và khung tiêu đề cho hai cái bằng nhau, không được cái nào dài hơn hay là ngắn hơn ha. Tiếp đến là các bạn sẽ cho nhạc vào trong cái video. Thì các bạn sẽ vào trong TikTok, chọn một cái bài nhạc không bản quyền. Có lồng tiếng thì mình chỉ sử dụng nhạc nền thôi ha. Chọn video, ấn chọn vào và lưu thôi. Mình chỉ lấy nhạc nên là mình sẽ không cần tải video, không logo cho nó nhanh ha. Mở lại cái cấp quốc của bạn ra. Để thêm nhạc vào thì các bạn sẽ chọn vào âm thanh, chọn nhạc, chọn tiệp này. Chọn trích xuất âm thanh từ video, chọn video vừa tải về, chọn cái dấu cộng màu xanh. Khi mà trích xuất âm thanh thì nó sẽ nằm ở ngay cái dòng đầu tiên và nó sẽ lưu ở suốt ở đây luôn. Chỉnh cho nhạc nhỏ lại thì các bạn sẽ ấn vào cái đoạn đó. Chọn âm lượng, kéo qua tầm 10 hoặc là 12 là được ha. Nếu như nhạc đó nó bị ngắn thì các bạn sẽ ấn vào cái đoạn đó, thì các bạn sẽ chọn là nhân đôi. Sau khi mà bạn nhân đôi thì cái đoạn nhạc đó nó có thể là nó sẽ dài hơn cái đoạn video. Thì nếu mà dài hơn thì mình sẽ chọn vào cái đoạn đó để mình ấn tắt
và mình xóa. Đoạn nào thừa thì mình cứ xóa đi ha, đoạn nào thiếu thì mình cứ nhân đôi lên. Hoặc bạn có thể là tạo thêm phụ đề tự động bằng cái cách nữa là bạn sẽ chọn văn bản, chọn chú thích tự động, chọn tạo và chờ máy tạo phụ đề ha. Sau khi tạo phụ đề tự động xong thì các bạn sẽ ấn vào một cái đoạn bất kỳ nào đó, các bạn sẽ chọn chỉnh sửa hàng loạt, bạn sẽ kiểm tra lại chính tả nè, rất là hay bị sai ở chỗ này, chỗ nào sai thì mình sửa ha, và các bạn sẽ cho nó xuống dòng. Đoạn nào dài quá thì các bạn sẽ bấm vào cái chỗ giữa này nè ha, ấn cái chữ nhập thì nó sẽ nhảy xuống dòng. Các bạn sẽ làm hết cái đoạn văn bản này ha, xong thì ấn tiếp. Tiếp theo là các bạn sẽ ấn vào một cái đoạn bất kỳ, nhìn xuống dưới thì các bạn sẽ chọn vào phong cách. Đầu tiên là các bạn sẽ đổi phông chữ nè, hoặc là mẫu nè, kiểu chữ hay là hiệu ứng động. Ở đây thì bạn có thể là chọn thoải mái luôn, thích cái nào thì còn chọn cái đó ha, ấn vô là xong. Nói chung là dạng video này thì các bạn cũng không cần phải edit nâng cao quá nhiều, vì cái dạng này là các bạn cần phải làm nhiều làm nhanh, nên là mình làm như thế nào để giảm bớt cái nguy cơ mà bị drop thôi. Và như vậy là xong, bây giờ mình chỉ ấn vào và xuất cái video này ra ha. Và bây giờ các bạn sẽ vào bộ sưu tập ảnh của bạn ha, ấn vào cái video vừa xuất ra. Ở góc dưới màn hình các bạn sẽ chọn vào cái mũi tên, các bạn sẽ chọn lưu vào tệp, mở tệp của bạn ra. Ở đây mình sẽ đổi tên cái video này, sản phẩm của bạn tên là gì thì mình sẽ đổi tên ha. Đây là cách để tối ưu cái từ khóa khi mà khách hàng lên ngay cái thanh tìm kiếm search tên sản phẩm, thì bạn có khả năng là xuất hiện ở đó ha, để khách hàng nhìn thấy được họ vào mua. Và đây cũng là cái bước mà mình tối ưu SEO cái từ khóa cho cái video này rồi nha. Ấn vào cái video ở trong tệp ha, các bạn sẽ chọn cái mũi tên, chọn lưu video, thì lúc này cái video nó lại lưu ngược lại ngay cái chỗ album ảnh của bạn rồi. Đến cái bước đăng video, các bạn sẽ vào trong TikTok, các bạn sẽ chọn vào cái dấu cộng, chọn cái video đã đổi tên khi nãy ha, chọn thêm âm thanh. Các bạn sẽ search ra âm thanh thương mại, tìm một cái bài nào cũng được, cái bài nào mà nó có xu hướng cao nhất. Tìm đến cái chỗ âm lượng, cho âm lượng này nó về bằng 0, ấn tiếp. Các bạn sẽ ghi mô tả video ha. Rồi đến cái bước mà thêm hashtag thì các bạn sẽ sử dụng từ 5 đến 7 cái hashtag. Đầu tiên là cái hashtag tên kênh, tên thương hiệu nè, tên sản phẩm nè, và những cái từ liên quan gần với cái sản phẩm của bạn nhất. Kéo xuống dưới các bạn sẽ chọn vào cái chỗ liên kết. Ở đây thì các bạn sẽ chọn sản phẩm, ấn thêm, sửa tên ở đây cũng được, còn không thì các bạn để y chang cũng không sao. Nếu sản phẩm đó có ở giao hàng rồi thì các bạn thêm, còn không thì các bạn có thể là vào sàn sản phẩm để lựa chọn trực tiếp luôn. Vậy là xong, bạn có thể đăng được cái video của mình lên rồi ha. Chúc các bạn thành công.